Còn hai cầu thủ nữa tôi chưa thấy đăng ký ở đây. Hai cầu thủ nữa là ai nhỉ? Trên sân còn có môn số 1 Lò Mạnh Hưng, số 7 Lò Văn Thanh, số 8 Lò Văn Mừng, số 9 Lò Văn Thủy, số 10 Phan Văn Chiến, số 12 Lê Tuấn Anh và số 17 Nguyễn Tuấn Anh. Người vừa có quả đá phạt đó là Phan Văn Chiến. Nguy hiểm. Phát chiến. Người phá bóng là Mạnh Tâm. Nguy hiểm. Cường Rô. Rất quyết liệt. Như vậy đã có lỗi của Cường Rô. Có hơi chút thở dốc. Như vậy Ngọc Ánh sẽ là cầu viên của Tùy Chua. Minh Phương. Vẫn là Minh Phương. Chuyền bóng không được. Người có bóng là không được. Người sút chuyền bóng là Việt Anh. Còn cầu thủ sút tiếp theo đó là số 7 Cường Rô. Xin chào Nguyễn Mạnh Trung. Nguyễn Mạnh Trung đang tham gia giải bóng đá của Lai Châu Open. U23 Tùa Chùa đến với giải đấu này cũng phải vượt qua khoảng 100 đến 200 km. Nguy hiểm. Người tiếp bóng vừa rồi đó là Cường Rô. Minh Phương sút bóng ngay. Người có bóng là Cường Rô. Tâm một bánh. Có thể sút bóng. Bóng đã đi chệch cột dọc của thủ môn bên phía cầu thủ U23 Tùa Chùa. Đó là Lo Mạnh Hưng. Tuấn Anh. Phan Chiến. Nguy hiểm. Một pha xử lý và sút bóng ngay của Phan Chiến. Vẫn là Việt Anh. Quang Dũng. Sút bóng. Một và sút bóng của Quang Dũng. Tuấn Anh. Một đường chuyền không tốt của Tuấn Anh. U23 Thành Hoàng đang thi đấu chậm rãi và chắc chắn. Không được, được kia. Đuôi của anh không vào. Một pha phối hợp rất hay của Đức E và Điều Vũ Việt Anh. Như vậy thủ môn bên phía các thủ U23 Tùa Chùa đang có dấu hiệu đau. Nguy hiểm. Chút nữa thôi là bàn thắng cho cầu thủ U23 Tùa Chùa. Người vừa tung chân đó là một cầu thủ bên phía cầu thủ bên hành lang cánh trái của U23 Tùa Chùa. Đánh đầu. Liên tiếp những pha hãm thành của cầu thủ U23 Tùa Chùa. Đức E. Cường Rô. Diệu Vũ Việt Anh xử lý rất hay rồi. Như vậy tỷ số là 1-0. Một pha phối hợp và một pha xử lý rất hay của Điều Vũ Việt Anh. Như vậy tỷ số là 1-0 cho cầu thủ U23 Thanh Hoa. Xin trả lời Duy Thuận thì kỹ thuật viên camera của tôi là Hải Thanh sẽ tham gia cho U23 Mường Trà. Số của Việt Anh, cầu thủ mang số áo 23. Một đường chuyền không tốt. Cường Rô. Quá vội vàng cho pha xử lý của Cường Rô. Tầm một bánh. Nguy hiểm. Phan Thiên. Chút nữa thôi đường chuyền của tầm một bánh đã đến chân của Phan Chiến. Một đường chuyền không tốt của Minh Phương. Lò Mừng.
sút bóng đi. Nguy hiểm, phạt chiến. Như vậy là 1-0. Người ghi bàn gỡ hòa đó là Văn Chiến. Một cú sút rất mạnh của cầu thủ số 10 ghi bàn rồi. Số mấy nhỉ? Sút bóng là số 9 luôn. Đó là cầu thủ sút bóng là cầu thủ số 9 Lò Văn Thủy. Còn người tiếp cận không thành đó là Phan Chiến. Đúng như tôi đã nói, nếu tham gia thi đấu cho cầu thủ U23 Thanh Hoa. Một pha bóng rất hay của Minh Phương. Nguy hiểm. Một tình huống khá hài hước của thủ môn bên phía U23 Tựa Chua. Hoàng đánh đầu. Người bật cao đó là Đức Kẻ. Xin chào Lương Văn Tuấn. Trận đấu tiếp theo của buổi chiều hôm nay sẽ là trận đấu giữa U23 Tiger FC Tuần Giáo. Minh Phương rất kỹ thuật. Một pha đi bóng thì rất tốt, nhưng pha đi bóng quá dài. Một đường chuyền hỏng. Tuấn Anh sút bóng ngay. Rất nguy hiểm. Một cú sút có lực của Tuấn Anh. Nhưng thủ môn Văn Đông bên phía cầu thủ U23 Thành Hoàng cũng thi đấu rất tập trung trong pha bóng vừa rồi. Minh Phương nguy hiểm. Người tiếp bóng cuối cùng đó là Phan Chiến. Cường Độ. Trận đấu vẫn tiếp tục. Văn Thủy. Việt Anh sút bóng ngay. Một pha sút bóng rất tốt của Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng thủ môn Lò Mạnh Hưng đã rất tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Xin chào Trần Tùng. Sút bóng. Người sút bóng là Cường Rô. Xin chào Trần Tùng. Minh Phương. Vẫn là Minh Phương. Làm gì đây? Sút bóng đi. Không được. Minh Phương đã thi đấu rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng nói lên được tất cả những gì hay nhất của Minh Phương. Phan Chiến. Vẫn là Phan Chiến. Không được rồi. Như vậy đã có lỗi của Quảng Dũng đang có chút tâm lý. Và cắt bóng hay của Lò Văn Thủy. Nguy hiểm. Mạnh Hà. Hậu vệ thăm bên phía cầu thủ U23 Tử Chùa đã thi đấu rất hay. Việt Anh. Một pha phối hợp đá phạt khá tốt của cầu thủ U23 Thanh Hoa. Nhưng thủ môn Mạnh Hưng đang chơi rất hay ở khung thành của cầu thủ U23. Đánh nhau. Thủ môn bên phía cầu thủ U23 Tử Chùa thì có lẽ đã có tình huống nguy hiểm. Ló bực đánh nhau. Người chạm đầu đó là Phan Văn Chiến. Mạnh Hà. Bóng đã chạm tay của Tuấn Anh. Dũng, cầu thủ U23 Tử Chùa tiếp tục được hưởng quả đá phạt biên. Nguy hiểm. Lo mừng. Các thủ U23 Thanh Hoàng đang thi đấu không tỉnh táo. Quang Dũng. Sút bóng từ xa. Người cắt bóng là Việt Anh. Đúng rồi, trọng tài Vũ Hoàng đã thổi còi kết thúc 50 phút thi đấu giữa hai đội U23 Thanh Hoàng và U23 Tử Chùa. Kết thúc trận đấu, hai đội bóng rời sân với tỷ số 1-1. Tiếp theo sau sẽ là lễ khai mạc của giải đấu. Mời các bạn đón xem.